Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình là Hoàng Thiên đây. Và hôm nay mình sẽ làm một clip chôn tụi nhỏ các bạn. Và ý tưởng chôn của mình sẽ là như thế nào? Là mình sẽ thực hiện cái clip chôn này với lại cái đống cà phê nhà mình. Nếu mà các bạn hóng thì hãy theo dõi clip nha. Bởi vì hôm nay tụi nhóc nó lên nhà mình, nó rủ mình quay clip các bạn. Nhưng mà thật sự là hôm nay mình đâu có chuẩn bị gì đâu. Thôi nên thế là làm clip vui này. Và nhờ sự trợ giúp của thằng em mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn. Ok. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì ở đây là cái sân cà phê nhà mình đã phơi xong hết rồi các bạn. Và phơi tít vô phía bên trong ngõ luôn các bạn. Đấy, sâu tít phía trong này. Và bây giờ mình sẽ nhờ thằng em mình lấy cái cào các bạn, để chôn mình ở dưới đống cà phê. Và sau đó mình sẽ hù ma tụi nhóc nha các bạn. Ok, và tụi nó sắp lên rồi, mình phải chuẩn bị sẵn sàng thôi. Ok các bạn, thì cả này mình phải những đoạn này mình phải dùng cái chân quay các bạn. Nhân lúc tụi nó chưa lên, tại vì tụi nó hẹn mình là khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ mà giờ nó chưa lên. Hụt, đào mau đi. Ok, chỉ cần như vậy thôi. Mình sẽ bắt đầu nằm xuống để cho thằng em mình lấp mình lên nha các bạn. Rồi đây. Hả? Vứt đôi dép anh ở đây đi để phi can chứng cứ, hiểu không? Lúc mà tụi nó lên, tụi nó hỏi anh đâu á. Ừ. Anh kêu là anh Boy mới ra sân cà phê nha. Ok. Nằm xuống đi. Ok. Gôn, kem chào hai bên thôi. Phần mặt anh để lại được rồi. Ok. Gôn, gôn có thể cho anh một ít cà phê vô phần đầu để anh nằm không? Ok. Ok, chào tất cả các bạn nha. Thì sau một thời gian, em mình đã ở lớp mình các bạn. Lạnh lắm các bạn. Ok. Tuyết. Hướng dẫn sao cho tụi nhóc có thể chui ra đây nha. Nó không ra là anh nằm đây luôn đó. Ok ok. Bây giờ mình đã sợ cảm giác bị chết rồi các bạn. Đó là gì đó, mình hơi đè lên thôi đó. Ok, các bạn thấy mình hóa trang có đỉnh không? Nếu đỉnh thì nhớ để lại cho mình một like, comment, share và subscribe nha các bạn. Và ấn cái chuông phía bên cạnh nữa. Ok các bạn. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi. Bay con nhà. Bay ơi. Bay ơi. Thằng nào ơi. Bay ơi luôn. Luôn rồi, anh Bay đâu rồi? Ủa, con Bay ở đây chơi. Thằng mày đã đâu mà tìm? Cút, mày lên nói thì tao lên sẽ tìm người yêu. Ok. Ok à. Cút, mày lên nói thì tao lên sẽ tìm người yêu. Ok. Ok à. Bà ơi. Bà. Cứu tao. Nhưng thực tế thì... Ok các bạn, thì mình mới là cho tụi nó chạy mất dép rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ra gọi tụi nó vô. Ây, cún. Cún. Hey, hey, về đây. Tao nè, tao nè. Tụi nó chạy về lại các bạn. Ây, tụi mày bị cái gì vậy? Ây, tụi mày bị cái gì vậy? Đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu. Ờ, đâu, 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 vô nha.
Đâu đâu đâu. Chà phê nhà tao làm gì có cái mộ nào mày? Đâu? Nó đó. Đâu? Cái đống này hả? Nó là đống cà phê mà, có gì đâu. Tụi mày thử đèo cuốn thử coi. Mày thấy cái gì? Ê, nãy nó bật chạy. Bật chạy vậy? Ủa, bây giờ em chạy luôn. Thật á? Ok các bạn, thì clip của tụi mình tới đây kết thúc. Tụi mình chủ yếu là làm giải trí cho các bạn coi chơi vui vậy thôi, làm tốn thời gian các bạn vậy thôi. Chứ tụi nhóc như này thì nó sợ gì ba cái đó các bạn. Yeah, và hôm sau tụi mình dự định là sẽ chơi Malon các bạn. Ra ngoài nghỉ địa để lấy đất về chơi Malon. Ok không các bạn? Ok. Ok không? Ok. Rồi ok, vậy thì clip tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye bye.